Mai sẽ tiếp tục phần những cái học tập, phần tôi nói tiếng Nhật để các câu đơn giản dùng cái tiêu đơn thì xin nghe xem, xin lỗi Michi Oo Tajune Sitai No Deska Desuya, nghĩa là cho tôi muốn hỏi đường. Còn nếu nói là Coco Wadoko Desika, đây là đâu vậy? Nếu nói tiếp Coco Wachiju Deyu To Doko Desika, nơi này gọi là ở đâu trong ngoại ngữ? Tiếp tục Eki Made No Michi O Hoshi Ete Kudasai, hãy chỉ cho tôi đường đến nhà ga. Còn nếu muốn nói hãy chỉ cho tôi đường tới sân bay là Kuko Made No Michi O Hoshi Ete Kudasai. Nếu muốn nói là nó ở ngay phía trước bạn, Sugu Mae Desu. Nếu nói là nó ở phía nam, Nina Mimi Arimasu. Nó ở phía nam, nó ở phía bắc là nó là Kita Ni Arimasu. Nó ở phía bắc. Tiếp theo là chủ đề đón taxi. Không có gì thì đón taxi, chúng ta nói Dochi Dochira ni Ikade Masuka, người khách muốn đi đâu? Nếu nói nó làm ơn cho tôi tới ra nguyên nhân gọi là nguyên nhân Ieki Made Onegai Shimasu, làm ơn cho tôi tới ra nguyên nhân. Nếu muốn nói là cho tôi tới chỗ này, cho tôi tới chỗ nọ thì chúng ta nói là Koko ni ite kudasai, cho tôi tới chỗ này. Nếu muốn nói là hãy cho tôi xuống nguyên nhân nhé, nó là nguyên nhân de ono site kudasai, hãy cho tôi xuống nguyên nhân nhé. Xin hãy nhanh lên một chút, nó là Sukoshi hayaku onegai shimasu, hãy cho nhanh một chút. Nó nói là xin đi thẳng, nó là Masugu itte kudasai, cho tôi sẽ xuống xe ở đây. Nó là Koko eorimasu, đến sân bay thì giá tiền bao nhiêu? Nó là Kuko Made no Rio Kins wa ikura de desuka? Bài học đến đây là kết thúc. Có nhiều chỗ mình đọc chưa đúng thì mong các bạn mong bạn để đóng góp của mình để mình đọc cho nó chính xác hơn.